Winter Framework. Rồi Framework thì nó căn bản là một cái tệp thư viện mà được chung cuối văn có cộng đồng lập trình xây người ta đã gọi là thừa nhận rồi. Học Framework thì nó mình không phải là tập trung vào cái việc mà code nhiều ấy, nhưng mà những cái mà họ đã tạo sẵn cho mình ấy thì nó lại rất là nhiều thứ, nên là mình buộc lại phải đi học lại của những cái thứ mà họ đã tạo sẵn ra. Cho nên là mình phải cái module này mình sẽ phải đọc rất là nhiều, mình phải đi tìm hiểu và đọc rất là nhiều. Ví dụ như là các annotation này, được gọi là các annotation trong bài thực hành ạ. Anh em sẽ phải đi tìm từng tìm, tìm tìm hiểu từng cái annotation này một, xem nó có chức năng gì. Phải đi tìm hiểu và đọc đọc với nó và tìm hiểu với nó xem nó có chức năng gì. Nó có rất nhiều các annotation kiểu như này. Đấy, cho nên là mình phải 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 đọc rất là nhiều, module này phải đọc nhiều. Tại vì là mình đi sử dụng lại của nó mà. Rồi. Thì bây giờ trước thì mình dùng Java Servlet đúng không? Servlet thì cái luồng chạy của nó là điều hướng từ cái thằng HTTP Servlet xuống, tức là từ phía controller xuống. Nhưng mà cái luồng chạy của thằng Spring này là do framework nó điều khiển. Luồng chạy nó là do framework sinh ra. Nó đã config sẵn cái luồng chạy cho mình rồi. Nên là mình sẽ phải là đi theo cái hướng luồng chạy của nó. Biết biết cách cái config và cái điều hướng luồng chạy. Thì mấy cái bài đầu này thì mình đang đang tập tập config bằng cái file XML. Nhưng mà từ bài sau trở đi anh em mình sẽ config bằng kiểu khác. Config bằng kiểu Java. Mình sẽ bằng code Java, chính cái code Java của mình điều khiển luôn. Điều khiển luôn luôn. Mình bắt đầu mình biết biết về config XML nhá, thì anh sẽ nói qua về cái luồng luồng chạy ở trong cái dự án đấy. Rồi, thì bây giờ cứ làm bài thực hành như là vừa lấy anh em mình làm đúng không? Thì chọn file này, new này, project này. Rồi, thì cái này anh em mở cái advanced setting ra. Thì cái phần này mình chọn Groovy nhá, còn cái Java Kotlin này là dành cho thiết kế cho bọn mobile app ấy, di động ấy. Thì mình sẽ không chọn Kotlin mà chọn Groovy này. Rồi cái anh em biết là cái module trước anh bảo là Java nó có hai kiểu thư viện rồi đúng không? Một là Maven, hai là Gradle đúng không? Thì mình học thì mình hay chọn cái Gradle là mới nhất, cho xem mới nhất đúng không? Thì tí nữa mình thử tạo một cái Maven xem có tạo được không? Vì là cái tạo Gradle trước nhá. Rồi thì hai cái tên artifact này và cái name này bây giờ nó phải giống nhau này. Anh em có thể là đặt demo ở đây. Đấy thì tự động này nó cũng nhảy theo này đúng không? Còn cái group ID này thì anh em cứ đặt theo tên anh em cũng được. Hoặc là mình cứ đặt theo tên trung tâm mình là Recay Academy. Đấy, sau khi mình chọn hết các bước rồi thì mình ấn vào create thôi. Rồi chọn zip nhá. Để cái file này lại. Rồi thì với Framework Spring này nó có rất là nhiều cái gọi là cái để mình tìm hiểu. Ví dụ như là trong này có phần là nó chia thành phần là test testing này. Sau này mình sẽ học có một bài về cách tạo mock test. Thì trong này nó có rất là nhiều cái phần test khác nhau. Còn phần core nó cũng có phần core riêng. Phần core cho phần Framework thì có phần I18N đa ngôn ngữ này, validation là liên quan đến validate này và data binding liên form này. Đấy, nó có rất nhiều phần để mình học. Rồi cái phần web socket thì nó có phần web socket này, socket riêng cho phần là nếu mà ai làm Facebook chat chẳng hạn, run time ấy thì có phần web socket này. Còn có rất nhiều cái phần khác nữa thì cái phần này có thể là mình không không dùng nhiều. Thì có phần string MC và web socket khả năng mình sẽ động đến. Còn web flag này thì mình cũng không dùng đến nữa rồi. Chủ yếu là đến WebSocket và WebClient thôi, hai cái này. Rồi còn liên quan đến phần mail biết nó đúng không? Cache, rồi là cookie exception gì đấy. Sau này mình sẽ học. Rồi phần language này nó chia ra các phần như là Kotlin, Java Kotlin hay là Ruby đây này, đúng không? Kotlin này dành cho phần di động này. À, đây là dynamic của web này, dynamic web này.
Thì đây anh em thấy là có rất nhiều cái phần Spring riêng, phần Spring khác nhau đúng không? Có Spring Security là liên quan bảo mật này. Spring Cloud là liên quan đến phần mà deploy này. Sau này làm dự án có thể là sẽ phải dùng đến cái Spring Cloud này. Anh em đi làm có thể dùng đến. Thì mình chủ yếu quan tâm đến Spring Boot thôi. Spring Boot mình sẽ học phần cuối của cái phần Spring Boot này chính là cái phần chủ lực anh em đi làm này. Spring Framework này chính là cái Spring MC này rồi, nó là thuộc vào Spring Framework rồi. Sau này mình sẽ động đến một chút nữa đến phần bảo mật nữa. Đấy. Spring Security. Còn những phần này thì anh em có thể search từng cái keyword ra đọc. Có nhiều thứ lắm. Rồi thì phần điều khiển này bây giờ nó sẽ điều khiển bằng bằng framework nhé, không phải thông qua HTTP subnet nữa. Thì anh em sẽ để ý những cái bài thực hành của mình đúng không? Nó sẽ điều khiển luồng chạy bằng framework. Thì bây giờ đầu tiên là nó sẽ phải add một cái thư viện của thằng gì Spring MVC vào đúng không? Đây, mình lấy luôn bài thực hành của mình nhé. Có một cái thư viện liên quan hoặc là anh em có thể search ở trang là gì? MVL Repository đúng không? Trang thư viện chuyên của Java. MVL. Đấy, mình có thể vào đây mình search là gì? Spring Web MVC. Đó, nó sẽ ra chỉ ra cái thư viện của gì? Spring MVC đúng không? Mình kích vào tìm phiên bản cho đúng là được. Đây, thì cái bản bây giờ hiện tại thì cái bản ổn định khoảng bản 5 chấm thôi, 5.3.2 gì đấy thôi. Chứ bản 6 chấm nó chưa ổn định đâu. Đây, thì mình lấy khoảng 5 chấm thôi. Đây là bên Maven đúng không? Còn bên này sẽ là bên Gradle này. Đây đúng không? Đây chính là cái thư viện mà Gradle hiện tại này. Mình có thể là copy cái thư viện này cho nó vào. Cho nó vào đây. Rồi mình thêm một cái ID qua đúng không? ID qua này để nó tạo ra cái file xuống view này. Dưới dạng qua này. Tạo một cái web app đúng không? Thì sau khi mình thêm đủ thư viện thì mình có thể build ra. Thì với web app mình sẽ tạo từ main này. Nó ngang với cả Java. Thì mình sẽ tạo từ main nhé. Là vì sao rồi cái này thì tạo từ main làm directory là web app. Khi nào có cái chấm màu xanh ở giữa cái web app này có nghĩa là cái này là ok đúng không? Thì là do cái ID qua này, nếu mình còn comment lại này qua mình build lại này. Đấy, thì cái web app này là không ok, nó không có chấm màu xanh ở giữa đúng không? Cũng là không có luồng chạy through web app. Thì cái ID qua này là liên quan đến cái thằng web app đấy này. Đây nó có chấm màu xanh ở đây thì mới được. Đó. Rồi thì cái phần tiếp theo là nó config sẵn cái framework config sẵn cái đường dẫn xuống cái web IRF này rồi nhá. Mình bắt buộc phải có giống hệt như này, không được bịa ra. Nó config sẵn cái tiền tố là web IRF rồi. Thì mình vào theo nhé. Thì có hai cái config liên quan đến phần Spring MVC này là phần XML đúng không? Hai file config đấy thì mình không cần phải nhớ code đâu, mình hiểu cái luồng của nó là được. Thì anh em cứ copy nó ra đâu đấy thì có thể là tạo lại đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái file debugger nhé. Đây, thì anh để sẵn đây rồi. Mình lấy bài thực hành được. Tạo một cái file debugger subnet này. Rồi, debugger đây đúng không? Tạo một cái file debugger subnet có đuôi là XML. Mình sẽ tạo từ web IRF nhé. Tạo phải chuột bằng cách là file lưu xong rồi chọn file này. Xong đặt tên nó là gì? Debugger gạch subnet.xml. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần code config của nó vào. Phần này thì anh em không cần phải nhớ code đâu. Mình hiểu cái đoạn này là được. Lát nữa anh sẽ giải thích cái đoạn dưới này nó chạy như nào. Rồi sau đó thì mình sẽ tạo một cái file web.irf. Web.xml, sorry. Web.xml. Rồi mình cũng sẽ thêm cái đoạn code config đấy vào.
Rồi, ok. Thì cái đoạn mà luồng chạy đầu tiên của cái dự án này, này nó xuất 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 phát từ cái thằng này này. Xuất phát từ cái thằng web XML này này. Sau đó nó sẽ điều hướng cái luồng chạy sang cái thằng debugger này. Đây, anh em có thể gõ thấy nó nhắc lệnh ở đây này. Nó sẽ điều hướng sang cái thằng debugger subnet đấy. Điều hướng sang thằng này. Thì thằng này nó sẽ tạo luồng chạy sang các packet khác. Thì ở đây có phần là gì? Context allocation config này chính là cái allocation config. Sau này thì mình config bằng Java thì mình sẽ thay bằng allocation. Có thể a còng configuration chẳng hạn, config chẳng hạn. Bây giờ ở cái XML này nó có tên là context allocation config này. Thì khi mà mình khai báo cái thằng allocation config ở đây thì có nghĩa là mình có thể khởi tạo các bin ở trong này. Đấy, các bin này nó như ở các container ấy. Nó có thể tiêm cái phần đối tượng. Cái này là một đối tượng này. Cái này bản chất nó là một class của framework này. Nó thuộc về view. Thì anh em có thể là search cái này và đọc đọc cái đó đúng không? Thì trong Google thôi. Đây, có thể search cái này và đọc nó đúng không? Luôn trang đầu tiên đi. Đây, nó nói riêng nguyên về thằng này đúng không? Anh dịch tiếng Việt cho nhé. Đây, một trong những phần quan trọng của quá trình xử lý đó là giải quyết các dạng xem xử lý bởi giao diện View Resolver này. Dưới đây trong này nó có nói về phần cái phần đối tượng đấy này, đây này, Internal Resource View Resolver này. Thì Internal Resource View Resolver là một triển khai của giao diện View Resolver trong khung công tác Spring MVC. Đây nó dịch hơi chuối. Đây là chủ yếu là cái này nguyên vật lý bên trong sublet là tệp JSP này. Có tiền tố này, tiền tố là cái ILF này. Đây tiền tố đây nhá. Tiền tố và hậu tố này. Thì đây đọc đọc đoạn này này. Tiền tố của nó sẽ là gì? Web ILF view này. Hậu tố của nó chính là JSP này. Thì nó cái phần này nó chính là gì? Dành riêng cho cái thằng file JSP. Thì sau này mình config sẽ còn config nhiều đến các thằng view khác nhau nữa. Ví dụ như mình có thể là config xuống HTML cũng được. Sau này mình sẽ dùng cả HTML nữa cả JSP. Thì đến về sau có thể là anh em sẽ không code JSP nữa mà code trên HTML luôn. Mình sẽ config trực tiếp cái này đến file .html. Đấy, còn cái thằng lúc đấy mình sẽ dùng cái thằng view khác, view resolver khác. Còn thằng này sẽ dành cho thằng JSP. Đấy. Thì cái phần tiền tố và hậu tố nó nằm ở đây này. Đây này, tiền tố này. Prefix này là tiền tố này. Thì tiền tố ở đây chính là config xuống cái đường dẫn thư mục của mình này, xuống từ web ILF này. Thì bây giờ nó xuống một cái thư mục view nữa đúng không? Thì mình phải tạo ra một cái thư mục view US này nữa thì nó mới đúng được đến cái tiền tố của nó đúng không? Thì hậu tố chính là cái tên file, tên đuôi file này. Suffix chính là bây giờ mình đang muốn trỏ xuống file JSP đúng không? Thì nó có phần là chấm JSP ở đây. Thì nó sẽ định nghĩa được việc là cái file view của nó sẽ là file JSP. Đấy, thì mình sẽ tạo file JSP ở trong này. Em có thể là tên là home cũng được. Cái view này có thể là chỉnh được, mình thử nhá, mình thử tên khác đi. Thử view không có S nhá. Nhưng mà cái web IDF này bắt buộc phải theo này. Nó config đến cái thằng web IDF này bắt buộc phải theo. Còn cái phần view này mình có thể là sửa được. Bây giờ anh thử sửa cho nó có chạy được không? Thì bắt buộc ở đây mình phải theo đúng không? Theo đến view này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một controller nhé. Thì tạo ra một packet thôi. Một packet để chứa controller nhé. Từ Java. Rồi. Đấy, thì khi mà anh tạo ra một cái packet này, thì cái phần Copilot scan này này, chính là gì? Nó scan luồng chạy đến controller này. Nó sẽ tương ứng với cái packet của mình ở đây. Đúng không? Ví dụ anh có thể xóa cái này đi. Anh gõ lại thì anh sẽ thấy là có packet là do cái packet của mình này. Dịch cây chấm này. Academy này chấm này. Controller. Đúng không? Đấy thì nó sẽ có lần tức là nó sẽ bắt đầu luồng chạy nó bắt đầu từ debugger sublet rồi đúng không?
từ web XML này sang deep structure này. Bây giờ nó sẽ config tiếp đường chạy xuống controller này. Đúng không? Thì controller nó sẽ bắt đầu có đường chạy. Nên cái pen viết là gì? Đây, từ đầu tiên là luồng chạy nó sẽ gọi từ thằng web XML này sang thằng debugger này đúng không? Thì thằng debugger này nó có cái kubelet scan này, sau này anh em sẽ dùng Java thì sẽ là cái annotation a còng kubelet scan. Thì trong XML nó sẽ có phần context kubelet scan ở đây. Nó sẽ scan luồng chạy đến cái packet của mình. Thì cái packet của mình chính là cái này. Đấy, thì khi đó thì luồng chạy của mình nó sẽ xuất hiện ở cái thằng packet này. Rồi. Thì sau đó khi mà có luồng chạy packet rồi đúng không? Thì mình sẽ tạo ra một cái class controller. Và bây giờ thì anh em sẽ hiểu tại sao lại cứ đặt là packet tên là controller. Đấy. Bây giờ ví dụ anh đặt đây là home controller nhá. Rồi. Thì bây giờ là điều hướng mình đã định nghĩa bọn này là thuộc về các controller này. Thì bắt buộc cái thằng này nó phải có một cái annotation liên quan đến controller. A còng controller ở đây. Hoặc là sau này anh em học về API thì nó là REST controller. Có hai cái. Sau này đến bài đấy thì mình phân biệt hai cái này sau. Bây giờ thì phần này là mình sẽ dùng A còng controller. Thì thằng A còng controller này có tác dụng là nó sẽ điều hướng. Đây coi như là một class điều hướng. Khẩn luồng ấy. Nên là tại sao mình sẽ đặt là packet controller đúng không? Đấy, tại sao trước mình cứ đặt là packet controller? Thì tại vì nó liên quan đến thằng này này. Bây giờ nó thuộc về controller, thuộc về phần điều hướng, điều khiển. Thì nó sẽ điều khiển luồng xuống cái thằng view này. Bây giờ nó sẽ điều khiển luồng trở ngược lại view. Đúng không? Thằng controller và thằng view nó liên quan đến nhau à? Rồi, thì bây giờ nó sẽ điều hướng. Thì khi mà mình tạo class controller nhé, bắt buộc phải có thằng này nhé, không được quên. Và bây giờ nó sẽ điều hướng như nào? Thì bây giờ tạo ra một cái get mapping. Thì framework nó sẽ giúp cho mình điều hướng dễ dàng hơn so với cái phần sublet ngày xưa. Đấy, tại sao lại nó lại nghĩ ra framework? Bởi vì ngày xưa mình để điều hướng để đứng cái view này nó rất khó khăn. Cứ phải action đúng không? Rất dễ xảy ra lỗi, đúng không? Thì tại sao người ta sẽ phải nghĩ ra cái gì đấy nó dễ dàng hơn? Nên là sinh ra công nghệ mới là vì thế. Đây bây giờ mình có thể là gì? Điều hướng theo cái ánh xạ mình mong muốn. Ví dụ ở đây mình chỉ là để sửa thôi đúng không? Public string home hả? Đấy. Thì bây giờ điều hướng mình điều hướng đến cái thằng file này nó tên là gì? Thì mình sẽ trỏ đến cụ thể tên là đây, tên là cái file đấy đúng không? Bây giờ nó mình đặt tên là home đúng không? Thì chỉ cần là return home ở đây. Này. Đấy. Khi nào cái phần này cái chân ở dưới này nó sáng lên, có nghĩa là phần điều hướng của mình có vẻ ok đấy. Đấy. Thì bây giờ là mình đang để sượt này có nghĩa là chạy thẳng đến localhost 8080 luôn này. Đây là chạy thử rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ add tomcat vào. Rồi ok, anh chạy nhé. Rồi, file home mình chưa biết gì đúng không? Nên nó là hình màu trắng như này. Bây giờ mình thêm một cái thẻ gì đấy vào đây. Đó, thế là nó đã trỏ được đến từ controller trỏ được đến phần file home này rồi đúng không? Điều khiển luồng nó xuống đấy rồi. Có phải nói lại phần luồng chạy này không? Luồng chạy này ok chưa? Thì đầu tiên nó sẽ là từ web XML này nhá. Từ cái thằng file này này. Sau đó nó sẽ điều hướng sang debugger này. Thằng debugger này có nhiệm vụ là quét luồng chạy sang controller này. Thông qua cái thằng kubelet scan này.
nó sẽ tạo luồng chạy đến thằng packet controller này. Thì khi mà controller có luồng chạy thì nó sẽ định nghĩa được cái phần điều khiển ngược ngược trở lại view. Thì cái phần phần này mình có thể là gì, định nghĩa cái phần ánh xạ cho mình cũng được thông qua thằng là gì, request đi, request mapping ở đây. Nó có một cái annotation là request mapping. Nếu mình đặt ở trên cùng này thì tất cả những cái phần mà mình viết ở dưới nó sẽ nhận thằng request mapping trước đầu tiên. Ví dụ ở đây anh đặt là gì, GV10 chẳng hạn. Anh có thể đặt là sượt GV10 như này. Thì ở dưới anh có thể là gì, đặt là home như này chẳng hạn. Thì nó sẽ phải cộng hai cái ánh xạ này với nhau, cộng hai cái này với nhau. Nếu mà thằng request mapping để trên này, anh chạy thử nhá. Trước với web sublet mình tạo ra cái này thì tương đối là khó khăn, nhưng mà bây giờ mình có thể định nghĩa các ánh xạ nó khá là dễ với Facebook đấy. Ví dụ như là mình sượt đến GV10 rồi phải sượt đến home thì nó cũng mới gọi đến đúng thằng đấy, đúng không? Hoặc là mình có thể gì, với thằng get mapping này mình có thể là định nghĩa nhiều nhiều cái ánh xạ cho nó. Ví dụ anh comment thằng này lại này, anh có thể là định nghĩa với thằng get mapping này vừa là về về home vừa là về localhost 8080 trang chủ. Anh có thể là cho cái value vào đây, sượt một cái là sượt là đến trang chủ này, phải một cái ánh xạ khác, ví dụ ở đây là home chẳng hạn, thì bắt buộc mình sẽ phải cho nó vào trong cái value như này. Rồi anh reset lại. Thì có phải là mặc định là với sượt thì nó phải là gọi đến localhost 8080 không? Đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì nó có thể là vẫn gì? Sượt home được. Đấy. Vẫn được, đúng không? Đây là do mình thêm một cái dấu phẩy ở đằng trong value này. Thì nó có thể là đến nhiều ánh xạ khác nhau được, đúng không? Hoặc là có thể là gì? Sượt sao. Sượt sao như này nhá. Thử sượt sao thì nó sẽ như này. Mở hôm đi nhé. Rồi, thì sửa sao thì nó vẫn nhận cái sượt của mình đúng không? Vẫn nhận lên trang chủ đúng không? Ngoài ra mình có thể sửa tính cái khác được không? Vẫn ok này. Đúng không? Sượt hà này. Mình có thể viết nhiều chữ đi. Nó vẫn được đúng không? Thì có phải là bây giờ mình sẽ là định nghĩa các ánh xạ nó khá là dễ. Đúng không? Rồi, thì cái này là mình đang gì? Config dự án bằng file XML nhá. Thì nó có hai cái file khởi nguồn luồng chạy, nó bắt đầu từ web.ils, từ web.xml. Sau đó nó sẽ sang sang đây, luồng chạy sang đây. Rồi từ đây bắt đầu mới điều hướng đến controller. Thì từ controller nó có thể tương tác đến view, đúng không? Ví dụ ngày xưa mình hay bắt cái parameter ở thằng input thông qua thằng là get parameter đúng không, từ request đúng không? Thì thằng này nó cũng có thể là bắt parameter trực tiếp ở trên cái trình duyệt này. Ví dụ mình thử bắt một cái parameter ở trên trình duyệt nhé, thì nó là a cộng request param đúng không? Param sinh lên chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình thử lém cái thằng lên đấy vào đây nhá. Lém cái thằng lên vào cái file này. Thì nó sẽ có thằng là gì? Muốn ném sang thì nó có phải thông qua thằng model. Thằng này nó là một interface. Trong nó có các phương thức như là ngày xưa mình hay dùng cái thằng set attribute đúng không? Thì thằng này nó là add attribute. Nó cũng add dạng key với cả value ở phía sau ấy. Ngoài ra có nhiều phương thức khác nữa. Thì mình hay dùng cái thằng add attribute này. Ngày xưa cái thằng sublet thì nó là set attribute từ request thôi. Thì thằng này nó cũng gần giống như thế. Nó đưa vào model nó trả sang view. Thì Facebook nó là dùng model hoặc là model end view. Thì mình khai báo như này. Model như này nhá. Thì mình sẽ dùng model này chấm add attribute vào. Thì cái key đằng trước, cái key là tên là GV10 chẳng hạn. Thì đằng sau ví dụ như là mình muốn chuyển cái parameter là lên
lên vào đây chẳng hạn, thì mình đang hứng cái parameter là mình sẽ thử lấy cái parameter ở trên trình duyệt luôn nhé, để mình ném sang bên này, ném sang view này, thì thằng này nó sẽ phải lấy thông qua đây gì phần đô la. Thì bây giờ nó sẽ nhắc lệnh này, mình đặt tên là GV10 đúng không? Không có à? Nó đúng là nhắc lệnh nhỉ? Mày cứ gọi GV10 đây nhá. GV10 này. Vậy anh thử bắt cái param nhé, xem được không nhé. Rồi, bây giờ nó bảo là sai cái param lên đúng không? Bây giờ mình sẽ là hỏi chấm này, lên này, bằng này, xuân này. Đúng không? Nó lấy được rồi nhé. Đây, cái GV10 chính là thằng này này. Nó lấy theo cái thằng kia này, GV10 bên này, này, đúng không? Còn cái lên này này, nó chính là lấy từ trên trình duyệt xuống này. Ngày xưa mình hay hỏi chấm action bằng ấy. Đúng không? Thì nó lấy được cái param từ đây này sang bên này thông qua cái thằng request param này. Lấy được cái lên từ trên trình duyệt xuống đúng không? Xong rồi ném vào cái thằng attribute này. Rồi thằng attribute này lại đi đưa sang file home này. Đây chính là kiểu binding ấy. Binding qua param ấy. phần đầu này thì nó hơi lặng về config một chút, thì anh em nói chung là làm nhiều nó thành quen thôi. Thì bây giờ mình thử tạo một cái thằng file, một cái demo Spring MC chạy thử với Maven nhé. Đây là GraphQL rồi. Thì bây giờ mình thử chạy thử với Maven nhé. File này, new project này. Thì Maven mình sẽ chọn bên này đúng không? Chọn Maven này. Cái Academy. Rồi, bây giờ demo 2. Nó sẽ báo vàng nhé. Spring MVC nhé. Rồi bây giờ thử tạo một cái Maven nhé. Create này. Bây giờ chọn New ra. Rồi mình chuyển config với Maven. Bởi vì anh em đi làm có thể là họ dùng Maven nhiều hơn. Maven nó cũ hơn mà. Mình học thì mình học cái mới, nhưng mà có thể là đi làm họ lại dùng công nghệ cũ nhiều hơn. Nên mình vẫn phải biết. Nếu như nó gặp trường hợp mà họ dùng công nghệ cũ. Đây. Thì Maven nó sẽ config thông qua Fireform đúng không? Ngày xưa mình có một phần anh config sublet với Maven rồi. Thì thằng GraphQL nó bui thư viện qua file bùi các đồ, thì Maven nó sẽ bùi thư viện qua thằng pop.xml này. Đây thì đầu tiên mình sẽ phải đưa cái plugin qua vào đã, giống như thằng này thằng bùi các đồ này đúng không, mình có id qua này, thì với thằng Maven cũng vậy, nó phải đưa cái thằng plugin qua vào trong này. Thì anh có phần để một cái file config form ở đây rồi, đây là cái phần mà đưa thằng qua vào này, mình phải đưa cái đoạn này vào, đưa vào file form nhé. Đây, thì ở đây mình sẽ có phần là id qua giống như cái thằng GraphQL này. Thì tương tự là anh em cũng sẽ phải đưa gì thư viện Spring MVC vào đây. Mình đang dùng framework Spring MVC thì chắc chắn phải là đưa thư viện của nó vào rồi. Thì đây có phần này chen nét giữa cái thằng Maven và GraphQL ở đây. Thì cái đồ mình dùng bên này đúng không? Nhưng mà Maven mình dùng bên này. Mình sẽ copy cái thư viện của Maven. Mình ném nó vào cái thằng dependency nhá. Nếu ở đây chưa có cặp thẻ dependency thì mình phải tạo ra.
tạo ra cái cặp thẻ dependency. Đây chưa có đâu ạ. Mình phải tạo ra dependency này. Đấy, sau đó mình paste vào đây. Rồi ok, thì mình cứ build vào nhá. Với build Maven thì nó sẽ build vào chữ M này. Rồi. Thế là mình đã tạo ra được cái config với thằng Maven rồi. Bây giờ mình cứ thử tạo giống như thằng Gradle nhá, tất cả các file khác. Thì đầu tiên là tạo ra thằng gì? View trước này, vẫn tạo từ main. Directory này. Giờ anh sẽ tạo một cái web app ở đây. Rồi, bây giờ sẽ xuống là gì? Web INF đúng không? Web INF. Rồi tạo xuống là view. Rồi tương tự như thằng Gradle đó, mình cũng phải tạo ra cái thằng file config từ web INF nhé. À, debugger. Sublet.xml. Và mình copy nguyên cái phần debugger vào. Rồi tạo ra phần là gì? Web.xml nữa đúng không? Web.xml. Mình copy thằng này vào thôi. Ok, thì thằng này cũng tương tự như cái thằng Gradle đúng không? Thằng này nó sẽ phải trỏ đến cái file debugger của mình này. Mình sẽ phải gõ lại xem nó chính xác chưa. Còn hai cái tên này phải giống nhau này. Hai cái tên này giống nhau này. Nhưng có thể là tên là Xuân. Thử xem. Xuân này. Đúng không? Rồi, thì bây giờ tạo ra cái thằng file zip trong này nhé. Xuân. Đấy. Hello, Xuân gà. Đấy. Rồi, tạo file packet ở đây đúng không? Thì thằng này nó sẽ scan đường chạy xuống packet đúng không? Thì packet nó đang báo đỏ này có nghĩa là nó chưa tương ứng với cái packet ở trên này. Thì bây giờ mình sẽ phải tạo packet tương ứng đúng không? Đấy, khi mà mình tạo packet tương ứng thì cái này nó sẽ thành màu xanh lên này. Thì có nghĩa là luồng chạy ok này. Tạo tiếp chuẩn controller. Tương tự thằng này sẽ phải có định nghĩa nó là A-controller. Phải điều hướng này. Rồi A-getMapping này. Sượt chuẩn. Ví dụ là vừa trang chủ vừa sượt chuẩn nhá. Là value này. Sượt này phải sượt này chân này public chân return public string nhé, sorry nó kiểu trả về return chân. Rồi cái này thấy cái chân như này là thấy khả năng có vấn đề rồi. Đây là chân GSP rồi. Thằng này GSP rồi. Đây rồi. Được vấn đề gì không? Cứ chạy. Anh Đà. Có cái này. Không, chưa thấy sai gì. Bây giờ cứ ăn tông cát vào đã. Xem có vấn đề gì không? Anh trả ra. Ra tông cát rồi đi. Có thể Maven nó báo khác. Rồi, bây giờ anh stop cái thằng Gradle lại nhé. Anh chạy thử Maven xem chạy được
Rồi, lớp 404 rồi. Nó bảo không hiểu cái thằng quét ILF này, súng view này, súng chân này, GSP này. Ờ, mình đang đặt là VOS đúng không? Cái này vừa lấy mình copy ở bên các đồ sang nên thằng nào nó gạch chân là đúng rồi. Sửa cái này thành S nhá. Chưa sáng lên nhá. Chưa sáng lên nguy hiểm lắm. Thôi, bắt đầu rồi. Đây đôi chân gà đây rồi. Sượt chân. Ok, nghe chạy rồi. Đấy, thì Maven cũng tương tự thôi. Maven nó chỉ khác ở cái phần build thư viện thôi. Build thư viện nó sẽ build ở Firebomb. Thì khi đi làm mình để ý xem là họ đang config bằng Gradle hay là Maven đúng không? Maven thì mình nhìn ngay đến Firebomb này. Còn Gradle thì mình sẽ nhìn ra ngay cái thằng build Gradle ở đây. Đấy, thì sẽ xem họ đang config bằng đường nào thì mình sẽ lấy thư viện tương ứng. Thì có sang là MBL này nó generate ra cái từ thư viện Gradle sang Maven rồi. Thì mình chỉ cần quen một loại thôi mình đã biết generate ra đúng không? Ví dụ mình quen Gradle rồi mình biết các thư viện của Gradle là gì rồi thì mình cứ copy nguyên cái thằng này mình vào trang đấy mà mình tìm nó. Ví dụ mình quen các thư viện của thằng Maven rồi đúng không? Mà dự án nó bất thình lình nó làm bằng Maven nhỉ? Đang làm Gradle đúng không? Mình đang làm quen Gradle mà nó làm Maven đúng không? Thì mình cứ vào cái trang mà bây giờ mình chiên lết ra thôi. Đấy, ví dụ mình muốn chiên lết cái thư viện ở Gradle ra đúng không? Đấy, ví dụ dự án mình đang quen với thằng này rồi chẳng hạn. Thì mình cứ copy cái thư viện nào mình cần tìm. Ví dụ họ đang config Maven mình cần phải làm dự án với Maven chẳng hạn. Thì mình cứ paste nguyên cái thư viện của Gradle vào đây. Nó sẽ tìm được. Đấy, paste nguyên thư viện vào. Thì nó sẽ chiên lết được ra cái tương ứng thôi. Ví dụ mình cái lấy là 5.3.2. Thì mình tìm đúng cái phiên bản là 5.3.2 chẳng hạn. Thì ở đây nó có hai phần là trên led từ thư viện Gradle sang Maven. Có hai cái này rồi. Đấy. Thì mình chỉ cần quen một cái thôi mình sẽ biết làm được cả hai. Chỉ cần biết cách chen led sang là được. Thì mình để ý xem là cái dự án ấy họ đang config bằng đường nào, nó chỉ có hai kiểu thôi. Một kiểu là Gradle, một kiểu là Maven thôi. Maven này ra đời trước nó hơi dài dòng hơn một chút. Thì nó vẫn giống nhau thôi, có cặp thẻ dependency để nó build thư viện vào trong đấy. Thì thằng này nó là trong dependency này đúng không? Còn thằng thằng Maven nó sẽ là trong cặp thẻ dependency này. Nên mình sẽ lắm chỉ cần nắm được một cái thôi. Thì đoạn Maven này anh, trong phần mình học mình cũng giới thiệu qua thôi. Mình sẽ tập trung vào Gradle mới hơn. Thì mình chỉ cần quen với Gradle là mình có thể chen sang Maven được nhé. Rồi, ok. Mấy bài đầu này nó chỉ hơi hơi lặng cái phần config một tí. Anh em làm cẩn thận, tí là nó sẽ chạy được. Tăng như vậy sau thì sẽ config bằng Java. Mấy bài đầu mình biết config dự án bằng kim em. Thì luồng chạy của thằng framework nó sẽ chạy từ là do framework điều khiển nhé. Không phải là kế thừa HTML subnet ngày xưa nữa. Ngày xưa là subnet nó điều khiển đúng không? Bây giờ là framework nó điều khiển. Thì mình bắt đầu thấy cái phần ánh xạ này nó đã thấy tối ưu hơn cái phần sắp xếp ngày xưa rồi này, và càng về sau mình sẽ càng thấy Facebook nó sẽ tối ưu nhiều thứ hơn. Trong vòng đó phần config thôi, tức là bây giờ mình học để mình hiểu cái config nó chạy như nào thôi, sau này ấy, mình lại không cần phải config nữa, lên Facebook tạo dự án nào chạy thôi, không cần phải đi config nữa. Đấy. Facebook nó tự động nó điều khiển hết luồng sang controller rồi, điều khiển hết luồng sang phần view rồi. Tập trung vào code rồi, không nhiệm vụ rồi. Nhưng mà nếu mà không qua sừng số MC này thì mình sẽ không hiểu được cái luồng chạy của cái dự án Spring Boot như này. Rồi qua cái phần config này thì mình hiểu là nó config sẵn cho mình không? Ở trong đấy rồi. Spring Boot là nó config hết, ngầm hết rồi. Kể cả công query của em xuống database nó cũng chạy ngầm hết rồi. Chạy ngầm hết. Ok anh em cứ làm bài thành rồi tập cho quen.